One, let's go. Đâu gì để con nhỏ nó gì. Không, chó nó chạy chậm lắm, yên tâm đi. Nó chạy chậm. Không chơi chạy cái đó đó, đi vô trong cái này nó sẽ quẹo mà có cái đường cầu thang đó thấy À, em không biết được. Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Satisfactory này. Và video hôm nay mình sẽ làm một cái video giải trí sau những ngày chế tạo và phân khu mệt mỏi. Thì trong cái nhà máy Awesome này thì nó lúc trước nó có một cái phần xe, và trong này nó có một cái gọi là fixit giỏ hàng nhà máy, trông giống như một con xe nhỏ nhỏ đi giống như những cái công trường hay là trong cái khu máy móc đó các bạn. Tụi mình đã mua nó rồi và bây giờ tụi mình sẽ chế tạo thử xem nó là con xe gì và đi đua xe nha các bạn. Đây, giỏ hàng nhà máy chế tạo bằng 4 tấm sắt gia cố, 4 que sắt và hai cái rotor. Chế thôi. À, mọi người có xe chưa hay là cần anh chế giùm luôn không? Chế giùm luôn. Chế giùm luôn rồi. Ok có rồi. 5 người đúng không? 4 điểm số 5. Rồi đủ rồi nào, ra đây ra đây ra đây. Đây, chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba, chiếc thứ tư rồi. Mọi người lấy cái nha. Thì con xe này các bạn cách chạy thì các bạn sẽ bỏ vô ô này và các bạn cầm lên tay ha. Đây, nó trông như thế này và khi các bạn đặt xuống. Đó, rất là xịn luôn. Và có cái hay của con xe này đó chính là nó không đây, có... đây Ê, có cái gì xe vậy? mà Cái gì vậy? Nó không có sử dụng có nhiên xe liệu nha các mà bạn. Đây, nó chạy thôi, nó mất không có cái sử dụng nổi nhiên liệu, nó mất chạy bằng điện, nó chạy bằng cái rotor, nó chạy bằng cái gì đó. Ok, bây giờ dừng lại đua xe đi, đua xe. Ok, bây giờ đua từ đâu tới đâu ta? Ê, bây giờ mọi người xuống nhà máy nước đi, xuống cái khu nhà máy nước đi. Đua từ đây tới nhà máy của ông Thiện nha. Đi 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 lên khu nhà máy nước nè mọi người ơi, lên cái khu mà nhà máy sản xuất nước luôn á. À, nó có một cái phần ô Sao kính không nha nhận các xe bạn. được Đây, bây giờ thử lọt. không? Có một cái phần ô kính, nó chạy rất là nhanh luôn. Bên này có một cái khu màu xanh. À, xe có bốn bánh. Đâu? Lắp à? Vô 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 vô. Vô từ đâu đi anh? À, chỗ cái nhà máy nước đó, em vô đây. Không, đua từ đâu á? À, đua từ nhà máy nước nè Đến đâu? đến chỗ nhà máy của ông Thiện, cứ vô đây đi, cứ vô đây đậu đi. Ok, cái nhân vật có các bạn, nhân Rồi, vật là nhân vật xe. nữ và nó rất là to. Khi mà nó vô cái Đúng tầm xe thì các bạn mấy? thấy nó có chút xíu à, có vô lăng nữa nè. Góc này nó có nhìn thứ Ôi nhất trời. rồi, có thì mới hay. Có mấy cái thiên nhiệt, có cái chuông, cái gì nhỏ nhỏ ở bên này nè các bạn, Ủa, mình em cũng bị không gì không nè anh? to được luôn, bị sao em? À, có thể các bạn chưa biết thì cái con chó của mình nó bự gần bằng cái xe của mình luôn nha các bạn. Đây nè, và cái tướng nhân vật nó ngồi rất là bần luôn, cong lưng mà cúp cổ lại, Đây và một mình mới phát tuổi. hiện ra là con xe nó có phuộc, các bạn nhìn nè. Đó, nó có phuộc luôn nha các bạn. Xin. Và mình mới vừa hỏi ý với team này tại sao nó mở cái cửa thì Khang kêu là hút khí tự nhiên nha các bạn. Không biết động cơ bao nhiêu nhưng mà hút khí tự nhiên vậy là xịn lắm rồi Đi đó. đi đi quá Ê, đi 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 vô vô còn ai nữa ta? Còn em là em vô vô Thiện vô rồi kìa, cái xe của Thiện đang nằm ở trên bãi cỏ em chưa nói xong rồi nè. Ấy, ở lúc nãy mém xíu nó thấy được phía dưới của xe rồi. Ủa xe Khang đâu rồi? Nãy mới thấy Khang chạy xuống đây mà đã mất tiêu rồi. nè đứng nè kế bên Đâu? luôn nè Thấy đâu ta? Em thấy anh nè. Anh không thấy em, nãy anh mới thấy em chạy xuống đây xong mà mất tiêu luôn rồi. Khang nha, con chó đó của anh nha. Anh tìm tới nhà em á, anh giết em đó. Tôi biết Em có tin anh giết em bằng một cái bút chì không? gì? Xe năm đó mất tiêu rồi. Em À, chắc mà các là bạn có xe thể cả chưa nhà biết, mình xe nó phát mới hiện ra thêm một hay cái nữa, đó chính là cái tốt. bánh xe sau nó quẹo theo luôn nha các bạn. Đây nè, bánh xe sau nó quẹo luôn, nó quẹo như bánh Monster vậy đó, nên đó là lý do mà nó chạy vòng được. Chó quay nó to lên Chạy nhanh rồi, 40 mấy km. Con chó nó đẩy con xe nó lắc lư luôn á Khang. xe Nè, coi con chó nó đẩy con xe đánh nè. Chó mạnh mà. Chó mạnh. con xuống đánh con xuống Ê, không có đánh chó nha, anh giết mấy đứa bằng cái bút chì đó. lên Này ba đứa đúng không? Một cái bút chì giết được ba đứa đó. Để phát cái lục xem giết được bốn đứa không. biết xin Người ta mời đang đợi quà với chị Thiện vô game để tụi mình xuất phát cái việc đua xe này nha các bạn. Đợi hơi lâu một xíu, hết xăng rồi. Xe này nó chạy, tính tháo cái bánh xe này xe nó không có dùng động cơ, nhìn có cái đèn nhìn tếu tếu.
cái đèn bấm, ê bấm cái này nó chạy chạy tự động được nữa kìa, để coi ghi anh ghen chạy á cái gì vậy năm đó. Ê nó đang ghi nè, nó đang ghi nè, xe nó đang chạy tự động nè. Ủa vậy là nếu anh ghi cái đó rồi anh bấm chạy tự động gì nó tự, ê trên đầu nó gắn cái nút rồi nè, ê trên đầu nó gắn cái nút nè, bây giờ làm sao quần hóa tự động bấm cái nút đường dẫn. Ủa em xe không được anh ơi. Bây giờ làm sao để cho xe, ê nó tự động chạy kìa. Ủa không, nó tự động chạy đi đâu á. Ê nó tự động chạy nè mấy đứa, coi nè. Nó gắn cái đèn trên xe xong rồi nó cứ tò te nó tự chạy luôn nè, nhưng mà nó chạy đi đâu anh không biết nữa. Qua đây, phải ghi lại cho nó chạy. Ê không lấy nó lừa, không lấy nó được. Ê đừng có chạy. Ok. Nó chạy đi xa quá rồi. Lúc mà mấy đứa bấm ghi á là nó gắn một cái đèn trên đầu nó chớp. Xong rồi xuống xe nó sẽ tự chạy luôn. Đó. xin. Rồi bây giờ mình lấy cái xe đó ra nè. Nó lưu lại nè. Ừ thì nó đi tự động á em. Nó có cái tự động mà. Test lại nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ ghi từ đây. Xe nhanh dữ. Ôi mọi người tập hợp nào. Ghi từ đây. Ở cái tập hợp mọi người ơi, này, nó gắn cái đèn này nè. Quay nào, em sắp đi đường rồi. Rồi, bây giờ vòng ngược lại. Rồi. Mỹ gì. Rồi bây giờ mình vòng qua tới đây. Cho sẽ bấm nút hoàn tất ghi âm. Anh ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống cho phép tự động. Ấy. Chị em đừng lên nhé. Con xe nó lật rồi. Ấy ở dưới này nó có cái gì vậy? Nó có hai cái chân. Ê hai cái chân này giống như nó tự đạp quá ta. Mấy đứa nhìn phía dưới nó có cái bàn đạp kìa. Cái gì nó phuộc luôn nhìn. Rát có hoài khó luôn. Chịu em đi xếp máy á. Ok có phuộc luôn, bây giờ làm sao cho nó đứng dậy đây. Ê nó tự chạy rồi kìa. Rồi nó xúc con chó anh đi. Rồi nó tự chạy rồi kìa. Nè nó chạy lên rồi nha, nó chạy lên nè, xong nó vòng xuống nè. Đó xin. Xin đừng có cán đường, à, xuống đây đi chậm nè. Em quên á. Đừng mấy đứa đừng có cho nó tự chạy, mấy đứa đừng có chỉnh nữa. Đây, nó tự tự chạy, nó cứ như vậy hoài luôn, nó sẽ làm một cái vòng lặp hoài luôn. Vòng lặp vô. Hay quá ha. Cũng hay đó. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ hết tất cả cái này. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ xuất phát từ đây và tới đi ngang cái băng chuyền đó nha. À, bây giờ ai đếm đi. Bây giờ mọi người nhìn xem phải thấy cái máy kéo không đó, đi hướng đó đó. Ờ, đó, đi có cái đường băng chuyền ngang á, chỗ cái dốc nhiều mà có cái băng chuyền ngang á là chỗ ông Thiện á. Đi ngang cái băng chuyền đó là thắng nha. Vô. Ok, Thiện đếm nha các bạn. Rồi, đếm đi, chơi nè. Ai mà lật xe té xe ráng chịu. Ủa lộn, đếm 3 chứ. 3 2 1 Ý. Nhìn con xe đó. Nhìn nó té cái gì á. <Bà đây. cười> Rồi. Rồi ai lật xe là thua rồi. Ây da ây da ây da. Trời ơi. Ôi ơi. Chó cứu đúng rồi, chó đúng rồi. Đúng rồi chó. Trời ơi con chó anh nó xịn mà mấy đứa ơi. What the fuck? Xe nó kéo nó chị. Em giết con chó anh rồi. Ủa bây giờ sao ngồi vậy? Anh ơi. Đi. Ê. Mặt đây. Cái con chó của ổng mẹ cản đường thiệt. Con chó nó chạy theo Khang nó chạy. Nó thấy Khang chạy bộ. Xem đâu Khang ơi. À nói trước là chỗ đó chưa. Nè năm đất tới nè, năm đất tới đầu tiên của năm đất ăn quà. Con chó của anh thiệt luôn á. Nè qua được cái băng chuyền này là thắng nè. Ê coi anh tới hạng mấy đây, ai tới đầu tiên vậy? Băng chuyền nào anh? À quà bông quà tới đầu tiên nè. Ủa năm đất với quà nè, cái băng chuyền bên này nè em, có đó cái đường bên này nè. Đây cái đường có cái băng chuyền nè. Ừ. Ủa sao anh thấy Khang chạy bộ ta? Nó bị lát. Nãy chạy bộ thiệt mà. Ok bây giờ đứng đây chạy về cái hốc nè. Không, chạy về khu của năm đất đi, hợp lý. Năm đất là khu nào anh? Khu năm đất rộng lắm. Ờ à, thôi vậy thôi, mọi người biết khu nhà máy của anh không? Em là khu thẳng mặt kia. Ở dưới này luôn đi. À, đi thẳng nè xuống dưới đây nè, xuống đây đua lại nè. Đua về khu đó. Nhà máy á, cái khu mà... Thắng lại. Rồi, ghê. Lật chứ làm quay độ đâu nha. Rồi, vô mọi người vô vị trí. Ê, nó có cái chữ... Ê, đứng ra.
Wow. Mày nhìn cái cột đá của tao, tao làm ra 7 mấy nào luôn á. Bây giờ tao nhìn nó tới 7 á. 7 lắm anh ơi. Ê, lỡ con chó nó xuống nó đẩy anh xuống thì sao ta? Chắc anh làm thịt nó luôn á. Ok, đậu xác đây đi đưa nè. Để tắt cái này đi, tại vì nó cứ kêu kêu này. Rồi vừa vừa nữa nha, cấm tông nhau nha. Con chó của ông á. Ờ, sao? Nãy mày nó đang chạy nó tự tông vô xe pin. Chuyện mới là chó của anh chứ. Ok, thiện đếm đây thiện. Bây giờ mọi người sẽ đua về nhà máy của Năm Đất nha các bạn. Rồi, đếm đi, đếm đi. Chi Du One Let's go. Này thì đếm. Này thì lo đếm. Này thì đếm. Không, chạy chậm chậm thôi. Đó, đó. Trời ơi, cái là chậm chậm thôi, chạy cho nhanh. Khang té xe, Khang chết rồi. Khang té xe. Khang té xe, Khang chết luôn rồi. Mà nhất. Giống xe có ai trên đây vậy. Game này là mới chạy chậm thôi. Đây nè, khúc này mới chạy tới anh nè, khúc này Master Beat nè. Được xe rồi, thua rồi. Biếp. Đổi xe luôn rồi. 55 km trên giờ không hơn được ha. Thiện cho núp gió cái Thiện ơi, cho núp gió cái Thiện. Ai nó chạy cái bên mình vậy? Ê con chó. Sát thằng nào đứng trước mặt vậy? Coi chừng con chó. Sát của cái gì á. Rồi giờ vô nhà máy Năm Đất để xem quà hay là Thiện sẽ là người chiến thắng. Okay. Vô vô rồi, không Thiện đi đâu rồi. Ủa lên trên này luôn hả? Bị giận. Không, không phải ở dưới. Nhưng mà mọi người lên chơi rồi, mọi người lên chơi rồi. Quà là đầu tiên nè, quà tới đầu tiên nè. Anh tới thứ hai nè, ông Thiện ông dừng giữa dốc rồi. Ông Thiện ông lại dốc. Nè, nó đang chạy xuất hiện cái ra ngoài kia. Ê, có nào cái xe nó bay lên cái băng chuyền luôn không? Ê, nếu mà cái xe mình đặt lên băng chuyền thì sao mấy đứa? Thử xem, thử không? Rồi giờ đặt một cái băng chuyền từ đây đi nhẹ nhẹ xuống dưới kia thử xem. Trời. Một canh con chó của ông kìa. Trời. Để thấp thôi. Ủa sao có thằng Năm Đất nó có kiến à? Bây giờ đặt thử băng chuyền test thử nha mọi người. Anh ở đâu á? Thấy cái băng chuyền không? Bây giờ đặt ở đây một cái. Ê từ từ chưa làm dốc chạy lên. Chưa làm. Ủa nhưng mà chạy lên khúc nào? Làm sao chạy lên được? Ê, đặt con xe nó được kìa. Ê, mọi người dẹp con xe đi xong rồi để nhà Năm Đất á. Chiếc nào của anh vậy? Ờ, chiếc mình xe đâu? Ủa, sao lấy con xe của em luôn rồi? À, bấm chữ F á. Rồi chứ. Ê. Lên này nè, nhưng mà hình như nó không tự động chạy. Thiệt chứ mình toàn bấm chữ Y không rồi. Rớt mẹ rồi. Nè, đang ở trên băng chuyền rồi nhưng mà như nó à, nó không ảnh hưởng tới cái băng chuyền. Nè, anh đẩy xuống luôn nè. Không, nó cho là băng chuyền này không được. Anh tưởng okay. Nó sẽ tự đẩy cái xe chứ nhưng mà không. Nó vẫn bị rớt xuống và mình chạy giống như trên đường thôi. À, nói chung là cái này mình tưởng đâu là nó sẽ là một cái gì đó vui lắm nhưng mà không. Con xe này nó vẫn như cũ thôi. Xin tôi hai vòng. Nói nghe nè, nó nhỏ là nhà máy của ai đó bị mất cái ô, anh không biết đâu nha. Đấy, giờ đợi trời sáng đua tiếp nha các bạn, trời tối quá đua không được đâu. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi upright trong đêm khuya luôn nha. Đi theo anh nè, đi xuống dưới khu này, nó có cái đường đi ra. Ông Thiện không làm gì hết ta. Không đâm đầu. Khi mà lên xe các bạn xuống xe bật đèn lên thì lên xe nó mới có đèn nha. Và đèn này là đèn của thằng nhân vật chứ không phải là đèn của chiếc xe. Không gì rồi. Đấy, đi thẳng xuống cái đây nè. Đây. Xe này thiếu hai cái đèn đuôi nữa. Rồi, bây giờ chuẩn bị, mọi người chuẩn bị rẽ trái nha. Đến coi cái dốc nó nằm đâu. Đây, rẽ trái. Xuống đây. Đây nè quà ơi. Rồi, Khang giới thiệu đâu rồi. Đây, ra thử. Trời tối không thấy được cái bánh xe nó nhưng mà có vẻ là đi ngon á, chứ này đi ngon nè. Ê, nó trượt. Biết thế nào mà trời biết luôn. Đưa xuống đây Khang. Đập xuống đây. Mọi người đúng đờ riếp luôn á. Đờ riếp quá chả được.
cái bánh này không như nó không có cái gì luôn. Cái bánh này nó không bám đường được, ở dưới này dưới đất nó không bám đường nó được. Nó trơn lái. Con này lại sao? Anh ớt luôn. Bao đờ rip luôn. Anh ơi. Hả? Anh đang đâu á? Đang ở khu cát gần cái buồng thang máy em. Gần chỗ kế hoạch nè, em coi trên cái bảng hướng dẫn xem mọi người ở đâu á. Ê rip nè, rip nè. Ôi ôi. Các bạn hay kêu mình là anh thử rip đi đúng không? Đây, cho các bạn xem đó. Cái gì vậy? Em drip thẳng vô khu uranium rồi. Để cái khu này. Ông con xe này drip ghê quá. Do cái bánh nó quẹ giống như monster, đi đường đất này tan. Tưởng đâu đi ngon được, con này đi khám phá không tốn xăng. Nhưng mà nó chỉ là xe đi nhà máy thôi. Thôi, đi lên lại mọi người ơi. Con tên là... Lên lên được mới khó nè. Ê bây giờ Thi xem ai lên trước đầu tiên. Ờ em lên trước, đầu tiên nha. Ủa sao dừng lại rồi, đi thiện. Nè nè, anh đẩy ra đi, đi. Đẩy không được ta, xe yếu quá ta. Đẩy không được. Để coi ai lên trước. Để coi ai lên trước. Em lên trước. Bây giờ mình còn con nào để mình đua nó ta. Mình còn con nào để mình đua nó ta. Con chó nào bị xịn nữa. Các bạn bây giờ mình sẽ thử đi test thử cái đường thang máy này của Nam Đất, đường đi bộ. Dạ. Ủa, lên cái đường này hả? Lúc nãy tụi mình định kêu đua xe nhưng mà cái đường nó nhỏ quá. Rồi bây giờ đua rác đi chứ đua kiểu kia không được, đường trong này chưa có tạo. Nó chỉ chạy được trượt trên những cái khu này thôi, chạy xuống dưới kia không được nha các bạn. Ừ, khu khang là chỉ đi ở trên thôi, mà đi trên đi một hồi cũng chóng mặt nữa. Cái này mà đua. Tại vì nó làm nguyên một cái khu mà liên kết với nhau hết. Ê mọi người đua thử khu này của Nam Đất không? đua được á, được á. Đi vô đây, đang lại. Đang lạc ở phương trời nào đó. À bây giờ mọi người ra ngay cái khúc cổng đầu của Nam Đất đi. Ngay cái chỗ mấy cái thùng nè. Đua lên tầng trên cao cùng á. Ờ đi bằng cái cầu thang á. Đứng từ dưới này xuất phát vô chỗ xong rồi xem ai tranh được lên chỗ trước. Sẵn mình đua rác luôn. Đợi luôn đi. Lại đâu bây giờ mọi người lùi tới bùi thang máy. Mọi người lùi tới buồng thang máy đi. Mấy năm kinh nghiệm rồi mà vậy đó là mất mẹ xe luôn rồi. Ấy. Giờ đây đứng sát ở dưới cái quặng. Ấy giá quả. Rồi ok. Đậu sát vô tường. Ê bậy rồi. Đậu sát ngay đây rồi. Đậu vô tường bị độc á. Nè đậu ngay mức này nè. Rồi okay. Ông đi trước mình chưa? Rồi đậu sát xe vô luôn. Đậu sát xe vô luôn. Ê đừng. Khác. Ủa rồi. Con chó của anh đậu. Con chó này. Con chó của anh. Cho nó mà yên được á. Rồi mọi người đừng có đụng anh nữa. Cứ đụng mình nữa. Con chó nó đuôi với anh luôn bây giờ. Đụng đừng nè. Thả xe xuống đi thiện. Ai không đi cà phê hay cười nha. Anh cầu cái bút chè giết á. Ây. Vừa. Ok. Rồi đậu nè, đua rác nè. Xong rồi lên cái đi vô thẳng vô bên trong á. Ở góc trái nó sẽ có cái cầu thang đi lên. Đi cuốn lên trên luôn. Vậy lên trên đầu tiên người đó thắng nha. Người thắng sẽ được Ủa, cái thằng cuốn nào à? Kháng, đừng có lùi nó kháng, đậu vô đi kháng. Cái thằng cuốn rồi anh. Vô. Người thắng rồi, vô liền rồi. Hả? Không, đi thẳng vô chỗ Nam Đất có một cái cầu thang bên trái. Không phải là thang cuốn, cái thang mà giống như khu anh ấy. Hang đi bộ á. Ok. Rồi ok, bây giờ ai đếm? 3, 2, 1. Đếm đi. Are you ready? 2. Gì vậy? Ủa, chơi lại đi. Yeah. Lại đi. Ok, đếm đi. Đếm. Go mới chạy nha. Ok. Từ chỉnh xe lại nha. Chỉnh gì nữa? Nam Đất lùi xuống xíu Nam Đất. Ready. Chi. Chu. Gì vậy? Gì vậy? Go mới chạy mà. Lại. 3 2 1. Let's go. Đồng gì để con chó nó gì? Không, chó nó chạy chậm lắm, yên tâm đi. Chó chạy chậm.
không chơi chạy cái đó đó, đi vô trong cái này nó sẽ quẹo có cái đường cầu thang đó thấy rồi. Vậy sao đi? Ok ok đi được rồi. Khang, không có dành Khang ơi. Làm người lại làm thế không chơi dành. Ôi giời. Ê, anh sắp lên trên rồi nè, Anh đâu? Không được lên. Thông báo Duy thắng rồi nha mọi người. Ê, gì đứa nhất nè. Hay đó nhì nữa. Hay rồi, hay. Giải ba mình hay. Rồi, mình lên kia đâu, sao đi lên tới ba vậy? Em lên ba đây. Ủa ai đây, sao không thấy tên luôn rồi? Không thấy đường lên. Đây này. Nông đất là hạng 3, quà hạng 4, thiện ngày hạng bé. Đâu đâu, ờ quà hạng 3 ờ, không, em ờ, quà hạng 4, quà hạng 4. Cây nó đẩy anh nè. Dính ở đây luôn. Dính ở đây. Hết đi được rồi. Chơi làm chó gì nữa. Nhưng mà cái cầu thang này đu vui mà. Bây giờ đưa từ trên xuống nè mọi người. Mẹ mình nhớ mới giờ rớt. Đưa đi. Đây 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 xuống đây xuống đây, ngay sát cái chỗ này nè. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Cổng bên á. Không không, chỗ ngay khúc này luôn là đưa đưa đâm xuống thôi, không cần nhiều đâu. Để đưa đâm xuống hả sao? Em bị loại này là đâm xuống anh. Đưa quay xuống á. Ừ, từ 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 trên này chạy xuống rồi để xem còn chỗ nào nó trống không. Ờ chỗ này được nè mấy đứa. Ok vô đây, vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Đây 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 đây. Rồi, rồi, nông đất rồi, Khang với Thiện đâu rồi, xóa xe đi Thiện, xuống xóa xe đi, đi đây. Đấy, mọi rồi, đếm nè. 3, 2, 1, let's go. Ê, kẹt kẹt, úi trời ơi. Thiện ơi, lần sau đếm nó phải canh cái nút quá Thiện. Trời ơi, nông đất. Ê, anh thắng rồi. Có người đẩy anh, có người đẩy anh. Ôm thì em chơi trang đi về đường dưới. Nhưng mà anh thắng rồi, rõ ràng luôn. Có rất là nhiều người làm chứng ở đây. Ủa xong gì cũng bay xuống dưới đó lẹ vậy. Nam đất đẩy anh cái anh lận dưới luôn. Và chè. Dạ. Rồi ok, vậy thôi video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời theo dõi đến từ game Shadow Factory này. Hẹn các bạn tập sau, tụi mình sẽ tiếp tục chế tạo ha. Lâu lâu là những cái giờ phút gọi là thư giãn của mọi người sau những cái giờ xây dựng nhà máy thật là mệt mỏi. Chào các bạn, bye bye.